học tiếng Việt, Đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Xin đón chào sự trở lại của tất cả các em cũng như là quý khán thính giả của đài Thế hệ trẻ trong chương trình chia sẻ ngày hôm nay với Hội Sinh viên Công giáo về cái đại tiệc dành cho những người kém may mắn vào mùa lễ tạ ơn sắp tới đây. Và giống như cha đã hứa trong cái phần 1 thì cha xin quay lại với lại Ẩn ngày hôm nay. Thế thì trong cái chương trình năm nay thì con sẽ làm công việc gì và cái công việc của con cụ thể là như thế nào? Dạ, công việc của con là tình nguyện thiện nguyện viên. Thì chúng con sẽ tìm kiếm những bạn thiện nguyện để phụ giúp chúng con trong ngày lễ tạ ơn này. Thì đối với lễ tạ ơn năm nay thì chúng con sẽ có 100, chúng con nhắm tới là sẽ đến 180 người vô gia cư kém may mắn. Thì với số lượng lớn vậy thì con rất là bị áp lực khi kiếm các bạn tình nguyện viên. Nhưng mà cũng may mắn rằng là lễ tạ ơn là một sự kiện mà chúng con tổ chức hàng năm. Thì như thế nhóm chúng con có các nhóm trẻ hàng năm đến phục vụ, đến tham gia với chúng con. Như vậy thì năm nay ngay tới thời điểm này đã có những cái hội đoàn, những nhóm giới trẻ nào đã cùng với lại Hội Sinh viên Công giáo đồng hành trong cái chương trình đại thánh lễ tạ ơn này? Dạ, chúng con có Hiểu Nhi Thánh Thể bên nhà thờ Sabolicap và các nhóm giới trẻ Vcsa từ các high school như Bosa và Rancho là Quinta Tà và nhiều giới trẻ khác từ ba trường OCC, Santa Ana và Golden West. Vâng, kính thưa quý vị, như là cái chương trình về đại lễ tạ ơn dành cho những người vô gia cư vào năm ngoái, có khoảng trên 170 người vô gia cư cộng với lại khoảng 250 em từ khắp mọi nhóm hội đoàn cùng với lại sinh viên công giáo đã tụ họp lại về ở nhà thờ San Xong để cùng chia sẻ với nhau cái lời tri ân cũng như là cùng nhau chung vui ở một cái đại tiệc. Trong cái ngày lễ tạ ơn này thì cha được biết rằng là một trong những cái điều mà mấy em rất là tâm đắc đó là cái món ăn của các em, các em tự làm lấy. Thì không biết rằng là cái thực đơn năm nay nó sẽ như thế nào hả Nguyên? Dạ vâng, thì hiện tại thực đơn năm nay thì đặc biệt của chúng em hàng năm thì là món gà tây truyền thống. Thì như người Mỹ thì món gà tây là một trong những món không thể thiếu trong đại lễ tạ ơn. Thì như những ngày đầu, từ những ngày đầu tham gia thì từ những 3 đến 5 con, thì hiện nay số lượng con gà tây đã lên đến 20 con, thì chứng tỏ là cái Thanksgiving feast của tụi con, của chúng con đã được biết đến ngày càng rộng rãi và số lượng ngày càng lớn. Do đó thì là tụi con cảm thấy rất là may mắn khi mà được phục vụ một cái số lượng lớn những người vô gia cư may mắn như vậy. Cha được biết rằng là theo những cái chương trình đó thì hàng năm như vậy các em sinh viên công giáo có tổng cộng 8 món hết thảy để mà đi chung, kể cả cái con gà tây là một cái món mà khá phổ thông và cái món đặc trưng dành cho cái mùa lễ tạ ơn của những người Mỹ ở tại nước của họ. Và ngoài ra thì Hội Sinh viên Công giáo còn tổ chức cái chương trình đại lễ tạ ơn này bằng những cái tiết mục khá hấp dẫn, các tiết mục văn nghệ. Thì cha không biết là chương trình văn nghệ năm nay có cái gì đặc biệt không? Ẩn. Dạ, chương trình năm nay có các tiết mục đặc biệt từ ba trường, như trường OCC sẽ múa bài Macarena và trường Santa Ana sẽ múa bài gì anh nhỉ? Thì như trường Santa Ana thì sẽ có tiết mục nhảy và
ngoài những cái tiết mục mà hát múa thì đặc biệt thì chương trình năm nay tụi con chúng con còn có một chương trình đặc biệt là về ảo thuật. Ngoài ra thì là trong những cái hoạt động mà hát múa nhảy, tụi con cũng có mời những người vô gia cư kém may mắn, thì nếu mà ai lên nhảy hay nhất, vui nhất thì chắc chắn sẽ nhận được một phần quà đặc biệt đến từ chương trình. Phần quà đặc biệt, ý của con là phần quà như thế nào? Có cái gì ở trong? Dạ vâng, thì như mọi năm thì tụi con luôn luôn chuẩn bị những phần quà đặc biệt dành cho những người vô gia cư kém may mắn. Thì đó là những túi ngủ này, những chăn bông nệm ấm, và đặc biệt là một hộp đựng đồ các vật dụng cá nhân cần thiết cho đời sống của những người vô gia cư, như là khăn khô này, khăn lau tay, hand sanitizer, cũng như là các first aid kit, những dụng cụ khác, bàn chải, kem đánh răng, vân vân, rất là nhiều ạ. Wow, được biết rằng là tất cả các em đều có những cái chương trình chuẩn bị rất là sẵn sàng, và ngoài những cái món quà đặc biệt như là túi ngủ hoặc là cặp sách dành cho những người vô gia cư, những cái món đồ mà họ rất là thiết thực cho họ, thì các em lại còn có những cái món đồ dụng cụ cá nhân dành cho một cái người có thể tự lo cái vấn đề vệ sinh của họ hàng ngày. Và các em vẫn thường bảo nhau rằng là nếu như chúng ta giúp đỡ cho các cho những người vô gia cư đó giữ gìn được cái vệ sinh của họ, thì họ sẽ giữ gìn vệ sinh cho môi trường và giữ gìn vệ sinh cho chúng ta. Chính vì vậy mà các em đã có những cái món quà thật là thiết thực dành cho những người vô gia cư, cũng như là giúp cho họ bảo vệ cái môi trường, bảo vệ cái đời sống của họ. Thì chắc không biết rằng là ngày hôm nay khi mà Hội Sinh viên Công giáo đi lên đây để chia sẻ với tất cả các khán thính giả ở đài Thế hệ trẻ này, các con mong muốn điều gì và các con muốn chia sẻ. Nếu như mà có một cái quý vị nào đó muốn giúp đỡ ủng hộ cho các con chẳng hạn, thì như vậy thì quý vị đó sẽ phải làm gì? Dạ các quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến bạn Như Trần qua số điện thoại 714-343-6976 hoặc là Chí Trần 714-576-9518. Như vậy thì những cái người khán giả của đài Thế Hệ Trẻ họ có thể ủng hộ được cái gì cho cái chương trình này? Nguyên. Dạ vâng, thì các bạn khán thính giả Thế Hệ Trẻ cũng có thể bằng tinh thần hay vật chất, thì tụi con dù là bằng hiện kim hay hiện vật, thì tụi con mong muốn là mọi người có thể là giới thiệu đến chương trình rộng rãi hơn, để mọi người biết đến, các bạn trẻ được biết đến và cùng với chúng con tham gia vào chương trình. Thì chương trình Thanksgiving Feast của tụi con sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng 11 tại nhà thờ St. Anselm, địa chỉ số 13091 Galway Garden Grove 92844 ạ. Hình như là mấy đứa chưa có nói rằng là cái chương trình nó bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ phải không? Và nếu như là một cái bạn trẻ nào đó ngày hôm nay khi mà nghe được cái chương trình này và muốn cái ngày hôm đó có thể được tới để mà chia sẻ cái công việc cũng như là giúp đỡ cho những người vô gia cư, thì các bạn trẻ đó có được làm không? Nguyên. Dạ vâng, thì tụi con là luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự nhiệt tình và sự mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư kém may mắn từ các bạn trẻ. Thì chương trình của tụi con sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, và chương trình sẽ kéo dài đến 3 giờ chiều ngày thứ Sáu. Thì tụi con mong muốn là đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị khán thính giả cũng như là từ các bạn trẻ, để chúng con có thể là tổ chức được một ngày lễ tạ ơn đầy ý nghĩa, ấm cúng và tuyệt vời dành cho những người vô gia cư kém may mắn. Vâng, kính thưa quý khán giả của đài Thế Hệ Trẻ cũng như tất cả các em, một ngày lễ tạ ơn nó sẽ trôi qua rất là nhanh chóng và nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như chúng ta chỉ có dành thời gian cho riêng cho chúng ta. Thế nhưng nếu như mà chúng ta mà tiếp tục chia sẻ với đời, chia sẻ với người và tiếp tục giúp cho những người khác cảm nghiệm được cái thánh lễ này một cách trọn vẹn, nhất là những người vô gia cư kém may mắn hơn chúng ta, thì đại lễ này nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta sẽ thêm ý nghĩa hơn. Và các em trong Hội Sinh viên Công giáo
đang tổ chức một cái chương trình thật là ý nghĩa mang tên đại lễ đại tiệc lễ tạ ơn dành cho những người vô gia cư. Trong chương trình này các em đang chuẩn bị sẽ nấu ăn cho các người vô gia cư, có những cái chương trình văn nghệ cũng như là những cái món quà, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ ủng hộ cho các em. Một lần nữa trước khi mà kết thúc cái chương trình này, cha xin mời tất cả các hai con có thể đọc lại cái thông tin của chương trình ngày hôm nay và gửi một vài lời cuối cùng để cho khán thính giả. Dạ, chúng con tổ chức tại nhà thờ San Anselm, đường 13901 Galway, thành phố Galway. Dạ vâng, thì chương trình của chúng con sẽ được tổ chức vào nhà thờ San Anselm vào thứ sáu ngày 29 tháng 11 tại nhà thờ San Anselm, địa chỉ 13091 Galway, thành phố Galway. Và tụi con mọi thông tin liên lạc xin liên lạc cho Như Trần 714-343-6976 hoặc Trí Trần 714-576-9518. Thay mặt cho Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam, tụi con chân thành cảm ơn đến quý vị khán thính giả cũng như là các bạn trẻ đã góp sức, góp phần giúp cho Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức một đại tiệc ý nghĩa như thế này đến với những người vô gia cư may mắn. Tụi con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Vâng, chương trình chia sẻ với lại Hội Sinh viên Công giáo trong ngày lễ tạ ơn dành cho những người vô gia cư tới đây là kết thúc. Và hy vọng rằng là tất cả quý khán thính giả cũng như là các em có thể chung tay giúp đỡ cho các em trong Hội Sinh viên Công giáo trong cái chương trình này, và hẹn gặp lần sau nhé. Nhằm chia sẻ niềm tri ân của những người Việt Nam hải ngoại đang được cư mang trên đất nước Hoa Kỳ, Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam sẽ tưng bừng tổ chức đại tiệc tạ ơn dành cho những người kém may mắn vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu, 29 tháng 11 năm 2019 tại đại sảnh nhà thờ San Anselm, 13091 Galway, thành phố Garden Grove, California 92844. Đại đa số các vị khách mời là những người vô gia cư nghèo khổ sống rải rác khắp nơi trong địa phận quận Cam. Họ sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn với món gà Tây truyền thống và một thực đơn cực kỳ phong phú và đa dạng. Họ được tiếp đãi nồng hậu bởi những chương trình văn nghệ đặc sắc do những thành viên trong hội và một số hội đoàn giới trẻ trong quận Cam trình diễn. Họ còn được trao tặng những món đồ quan trọng và cần thiết trong đời sống hàng ngày của một người vô gia cư. Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam xin kính mời các bạn trẻ cùng tham gia với chúng tôi trong chương trình từ thiện ý nghĩa này, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ tài chính từ các nhà hảo tâm gần xa. Mọi chi tiết xin liên lạc Trí Trần 714-576-9518 hoặc Như Trần 714-343-6976. Xin chân thành tri ân.